ăn cơm. Em cũng buồn ngủ. À, anh đang nông kìa. Mai, chiều nay chị sẽ hỏi chị kia có hôm mai chắc chắn sẽ có công an cho mọi người. 40.000 ba cân. Thôi, để đấy. Thì anh vào 14.000 một cân. Ở Thanh Hà ấy. Sáng em hỏi là để chị em qua đấy chị có không? Và là nhà chỗ nào? Họ bán trên chị đi qua mà không? Họ bán trên nhóm hộ cư dân thôi. Nhưng mà họ bảo là 7:30 về nhà thì thôi em chưa trả lời lại. Nếu mà chiều nay em mua được thì ba sẽ có cái giao đỏ cho mọi người. Để mà trên quê em vào một tháng 10.000. Mèo cũng dai mà. Bảo mèo cũng dai mà. Hoặc là bị người ta giữ lại ở nhà chơi thôi. Mèo em thấy thì là cái bọn mèo cảnh chứ mèo nhà nó không mãi. Nhá, chị chuyển bao nhiêu chỗ chợ nó cũng đi theo chị suốt thì bao nhiêu chỗ. Thế lần thì chơi thầu là ở chợ thì chuyển chợ suốt mà. Chuyển mấy chỗ?
vẫn đi theo. Vậy tưởng mày không bị bắt mất đấy. Trong anh cũng đã thôi. Khu ở khu nhà anh dịch trước cũng có một con mèo lai xong rồi. Ở nhà hay nào nó cũng nằm ở chỗ tivi thôi. Xong rồi đến giờ ăn thì nó đòi mẹ em ăn cho ăn thịt. Em sợ ấy vậy, nó ăn thịt quen mà. Không, cứ đến giờ nó không đá thịt thì nó sẽ gặm thịt mẹ em. Để ý là bảo cho ăn thịt đấy. Xong rồi nó là ở nhà ngoan lắm. Thế mà tự nhiên có một con bạn mèo đến, thế thằng thủ nó đi chơi rồi nó đi luôn đấy. Khách mới này, Nguyễn Viết Hùng này. À đấy, Hùng Sờ, trời ơi, thế à? Không phải. Đăng ký tài khoản thôi. Bà Bích bà đã thế nói. Tài khoản nó làm gì thế? Bà Bích cứ nói tài rồi. Tài khoản là họ quan tâm rồi, giờ sẽ chăm dần và họ sẽ tạo đơn. Không, đâu họ tặng gì. Ừ rồi. Nhưng họ tặng thì đã không có nhiều tài khoản chưa tạo đơn, chưa có đơn thế. Đó là mày không biết đo huyết áp không? Do cái máy ấy không biết. Máy cơ cơ. Nghe á. Đủ vậy. Nghĩa là sắp có đơn vị về chị đau cốt rồi ạ. Chị Hường đang đi viện sắp có lẽ có hẹn đo không biết. Đấy thôi đi viện nhớ không? Chị thấy tao cũng tập to lắm rồi. Tao cũng không nghe đến gì cả. Tao cũng không nghe đến gì cả. Gì đã khác từ nhau. Hai em cũng bảo là chúng ta không người về tao cốt đi. Bưu điện mất khách đấy 4 ngày, hôm trước bác Giang 4 ngày. Chết em Lào Cai chết 7 ngày à? Còn em đề xuất lâu lắm thế. Đến lúc em tới lúc nào mới được tới. Em thế em ở đây Lào Cai cơ 7 ngày à? Chắc Bắc Giang 4 ngày thì Lào Cai 7 ngày. Bắc Giang 4 ngày. Bắc Giang ở ngay đây. Ừ. Ngay đây bà 7 4 ngày thì Lào Cai 7 ngày chắc. Làm với Giang không tiện. Hôm trước hôm sau khách được luôn. Đấy, không chỉ là đắt. Không đắt. Không đắt. Nó đang cạnh tranh nhau với xem trên nhân dịch vụ nó. Để mà đánh giá dịch vụ thì để mà kiểu như là không lông côm nhưng mà không bị ấy bị theo cốt, bởi vì nó kiểu vừa là một phần nhà nước mà nó lại đánh theo cái kiểu đánh doanh số theo kiểu doanh nghiệp ấy. Tóm lại nó là tập đoàn rồi cũng ấy. Còn bưu điện là cứ mặc kệ. No no, bưu điện chẳng chơi thôi. Bưu điện mà mình kiểu gửi giấy tờ rất là nhanh ấy, thì may ra kiểu một là nhanh, hai là kiểu mình cảm thấy an toàn hơn đấy, kiểu cần giấy tờ tiếp thì gửi thôi. Bưu điện còn là về chuyên về giấy tờ. Còn giao hàng tiết kiệm không? Còn giao hàng tiết kiệm cũng gì á, má ơi toàn các ông lười lấy hàng ạ. À, đợt trước em làm chỗ quán thời trang kia xong rồi người ta lấy hàng ấy 2 giờ ông ấy qua lấy hàng ạ. À, hàng của em chưa đóng xong cơ mà 2 giờ ông ấy qua lấy, nhưng mà kiểu là hàng ở đấy phải tận 2 giờ mới từ xưởng về. Nó là hàng thiết kế 2 giờ từ xưởng về để mình có thể đóng. Xong rồi hôm nào nhiều hơn có em phải gọi ông ấy kiểu anh ơi qua lấy hộp em thì không chở đi được đâu ấy, kiểu có hộp ông ấy chứ. À không, còn thứ bảy chủ nhật không chứ. Em gọi alo anh không qua lấy hả? Hôm nay anh nghỉ mà. Họ vẫn nghỉ, phải cho họ nghỉ chứ. Họ được nghỉ phép nhưng mà ngày họ cái câu chỗ đấy nó vẫn làm mà. Shopee mà shop, nhưng mà Shopee bây giờ nó còn rẻ cũng nhưng mà cái tình hình đấy người ta đang ít dùng đến shop ngoài sàn ấy. Ngoài sàn họ đang kiểu vẫn còn vân vân nên là nhiều nhà chưa tặng Shopee. Sao? Đơn sàn Shopee là những đơn mà khách đặt trong Shopee, nó sẽ tự chia đơn đúng không? Nhưng mà đơn ngoài sàn nó khác. Đơn sàn Shopee thì mình sẽ bị mất cái phí. Phí á? 30% ấy. Cũng bao nhiêu phần trăm đây? Nó phải lên giá không. Đây. Đơn ngoài sàn của họ là những đơn họ nhận khách bình thường như mình này. Thế gọi là đơn ngoài sàn. Ai biết đâu. Cái gì của nó ấy, chiếc nhanh của nó. Không biết các khu vực khác như nào, nhưng chị thấy cái anh về theo các khu nhà chị rất là tận tâm. Một đơn cũng bưu cục cách nhà chị có một đoạn vừa mới chuyển về gần chị nhà chị. Nghĩa vụ của họ lấy mà, với cả họ lấy đơn cũng được tiền đấy bà ạ. Hồi xưa em ship cái gì của Việt Nam hay là cái gì ấy, nó bắt em mang đi chứ. Việt bưu điện ấy, bưu điện một đơn nó không qua lấy đâu. Nhiều bắt đơn, 10 đơn. Rõ là nó hẹn hôm này nhưng mà nó bắt em mang. Nó không bao giờ qua lấy cho. Chứ nói như chị cũng khu người em không thiếu ra đơn vị giao hàng. Em cũng cần để cái gì à? Tiếp qua lấy hàng. Bằng cửa
Em đi một tí là đến rồi, nhưng mà 20 phút là để tiếp qua lấy hàng mà. Mình thấy cảm thấy phiền mỏi, mình có thể làm được ấy. Thế là hả, xong anh là không, không cần đâu, anh qua lấy. Là một đơn ông cũng qua lấy. Mà đơn đấy cước có mười mấy nghìn. Gửi chị toàn chọn cái dịch vụ đấy. Cái cước có mười mấy, 11, 15, 13. Biết họ tính đơn cứng, còn đơn cứng còn không biết tưởng sao là đơn họ đó sẽ ăn phần đơn được khoảng 3.000 đồng một đơn, như Shopee thì đang 3.000 đồng tính thêm đơn cứng, còn đơn đấy là Shopee được có 500 đồng luôn. GT cũng nhanh này, GT nhà chị thì hay lấy hàng đồng mà chuyển GT mà GT nhiều đây. Mấy ông ship ship mất vậy á, tùy từng ông, người nào chẳng thế cũng nào người này người kia, có khi tôi toàn mỗi lần giao hàng thảm thảm kiểu thấy ngồi đấy, các mọi người ngồi xuống đấy. Mấy tòa bạn chị ngày 5 năm đơn ngồi tòa, ông chỗ tao không có tòa ấy, chúng mày nhưng phải đi, nhưng mà kiểu ông ấy ví dụ là cả xóm tao đặt nhá, ông ấy biết mặt tao ấy. Em nhận cho Hiền Hoa 7 luôn này má, nhiều lúc không nhiều lúc chứ không tao một đơn cả ông gọi tao qua lấy hàng cơ, tại không gọi là hai kia đúng không đủ à. Bây giờ cạnh tranh nhau nhiều mà tầm bưu điện thì họ làm được hay không? Xong cứ 2 giờ mới 1 giờ ông mới gọi tao ra lấy hàng, giờ đi ngủ. Bưu điện bây giờ họ chuyên làm bảo hiểm nhiều hơn rồi, bảo hiểm được nhiều tiền hơn mà dưới. Con mày nó mà lên là nó hay bảo là anh ném qua cửa cho em, mà đéo ra nó. Ừ, sao đâu? Thì đấy. Nó xóa mày không khô ấy đâu đúng không? Ừ. Anh nhãn đó chị khỏi ế đấy, cửa chị có kho nhãn to kìa. To gấp đôi như thế rồi, chị ăn luôn nhãn của kho rồi. Nhãn kho to gấp đôi cái này. Không ngọt bằng cái này, chị thử rồi. Cái này đã nhạt nhẽo rồi, cái kia còn nhạt nhẽo hơn á. Cái này ngọt nữa. Cái này nhạt nhẽo mà. Chù với nhạt thôi. Không chùm khác đi. Chị quần à? Em cứ ăn quần à? Nó phải tùy là chùm chỗ nắng hay chùm không còn nắng. Ngon mà nhạt nhẽo, hơi ngọt hơn một tí không, có vị ngọt nhạt 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 mà nó không ngọt thì ăn cũng được đúng không? Không ngọt. Năm ngoái nhà chị phải ăn này được bắc một tải để đường một đồ để ông ngâm rượu. Nhà em như này nhá, không ăn đâu, nhưng bắc ra để vào ông tức của bạn lại ăn. Ôi giời. Thằng em ấy bắc ra để tủ lạnh có cái ăn. Là chị bóc ra để ông ngâm rượu. Thế là 4 người bóc đến đêm. Các bạn dán gần nhau. Tao dán gần nhau. Tao thích dán gần nhau ấy. Kiểu dán như là đổ đống ở đấy em. Quay dựng ấy, có muốn học thêm không? Học á, em quay thiện dựng sửa em đang học với bạn em ở TikTok. Có nào lên sai đấy? Tầm tôi biết ngay mà bà đấy. 2019 phải không hợp nhau. Thế ạ? Ừ. 2019 năm có hợp không? Không. Lại còn không hợp đánh nhau đấy. Anh em mấy em chỉ 52.000 đánh nhau suốt ngày à? Vậy mai mối ạ. Thôi em có giữa bạn 201 đấy. 201 với 97 hợp nhau. Ừ. Chính nắm. Đây mở ảnh cho mà xem. Chị có người yêu rồi. Chị ơi chưa có người yêu. 93 có hợp. 93 với 2.000 có hợp. Trời ơi, thầy bói rồi bà. Chị cửa thằng anh đang ý. Đúng rồi. Không nhìn thấy Úc. Có nhà riêng. Hai nhà riêng ở Hà Nội. Hai nhà chị còn nhiều người anh em ấy đấy. Mời hết từ người này đến người kia kìa. Tình nhiều lắm.
có đợt đang cùng với chị đang giới thiệu em chồng với cả em trai chị lấy nhau, mấy tháng sau em trai chị lấy vợ.